Chúng ta đang quay trở lại với căn phòng bí mật, nơi chia sẻ những điều thầm kín của các vị khách mời. Tôi là Nguyên Lâm. Và khách mời của chương trình ngày hôm nay là ai thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Và chúng ta đang có Salim Hamad trong căn phòng bí mật. Vâng, xin chào bạn MC Nguyên Lâm và chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình căn phòng bí mật của VTV Cup. Khi mà đến với căn phòng bí mật thì cảm xúc đầu tiên của anh Salim là gì ạ? Thực ra cũng khá là hồi hộp nghe cái từ gọi là căn phòng bí mật. Thấy kiểu sợ kiểu gì ấy. Vậy thì chúng ta sẽ làm cho không khí thoải mái hơn bằng một cái thử thách đầu tiên của chương trình là thử thách lựa chọn. Vâng. Nguyên Lâm sẽ có những cái câu hỏi nhanh và sẽ có hai sự lựa chọn. Nhiệm vụ của Salim sẽ là lựa chọn một trong hai cái đáp án của chương trình. Nhất trí. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. Hà Nội hay Palestine? Palestine. Người mẫu hay người dẫn chương trình? Người dẫn chương trình. Đại học Bách Khoa hay Đại học Hà Nội? Đại học Hà Nội. Độc thân hay kết hôn? Độc thân. Kín đáo hay phóng khoáng? Kín đáo. Kín đáo. Phong cách thể thao hay công sở? Công sở. Công sở. Bánh mì hay phở? Bánh mì. Bánh mì. Vâng. Có nhiều người nước ngoài khi đến với Hà Nội thì lại rất thích phở. Vâng, mình cũng thích phở, chứ không phải là không thích, nhưng mà bánh mì là cái nguyên liệu chính trong cái bữa ăn của người Palestine, nên không thể thiếu được trong cái kiểu là cái bữa ăn của Salim hàng ngày ấy. Đấy, và ăn cơm hay là ăn phở lúc nào Salim cũng cảm thấy không đủ, tức là nhanh đói. Nên khi mà Salim ăn bánh mì cảm thấy nó ăn nó no lâu hơn. Đấy. Tiếp tục ạ. Gym hay xe cộ? Cái gì ạ? Gym hay xe cộ? Gym hay xe cộ? Chắc là gym. Gym. YouTube hay Instagram? YouTube. YouTube. Xấu hay cô đơn? Xấu hay cô đơn? Chắc là phải cô đơn. Cô đơn đúng không ạ? Vâng. Rồi. Như vậy là chúng ta đã trải qua một cái khoảng thời gian rất là nhanh với thử thách đầu tiên, và Salim cảm thấy thế nào? Thực ra thì có những cái câu và Salim vẫn chưa hiểu là tại sao phải chọn như vậy, bởi vì nó không được rõ nhưng mà vẫn phải chọn ấy. Đấy, nhưng mà khi mà ví dụ câu Hà Nội hay Palestine thì Palestine, thì tất nhiên giữa Palestine và Hà Nội thì với Salim có một cái tình yêu rất là lớn lao. Palestine là quê hương thứ hai, Palestine là quê hương thứ nhất của Salim, còn Hà Nội là quê hương thứ hai của Salim. Và tình yêu mà Salim dành cho Hà Nội hiện tại xuất phát từ cái tình yêu mà Salim dành cho Việt Nam, cái tình yêu mà Salim dành cho Hà Nội hiện tại xuất phát từ cái tình yêu mà Salim dành cho Palestine, quê hương của tôi. Đấy, đây là lý do tại sao Salim phải chọn Palestine, bởi vì tình yêu mà Salim dành cho Hà Nội thì là phải có một cái nguồn xuất phát từ Palestine. Đấy. Và để trả lời cho câu hỏi là tại sao chương trình lại đưa ra những cái câu hỏi với những sự lựa chọn như vậy thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng bật mí. Và xuyên suốt cái cuộc trò chuyện trong căn phòng bí mật ngày hôm nay thì sẽ có những cái từ khóa, và từ những cái từ khóa đó sẽ hé lộ thêm những câu chuyện về anh Salim. Và okay. Từ khóa đầu tiên của chúng ta sẽ là từ khóa Việt Nam. Ok. Lý do vì sao mà một chàng trai tới từ đất nước Palestine lại đến với Việt Nam ạ? Vâng, câu trả lời phổ biến nhất của Salim chính là duyên. Nhưng mà Salim phải giải thích tại sao là duyên. Là nó là duyên một cách mạnh, Salim không thể tưởng tượng đó là như nào. Khi mà Salim đã nhận 4 học bổng sau khi học cấp 3 xong, và 4 học bổng đó là trong đó có Trung Quốc này, Ukraine, Venezuela và Đức. Và lúc đó gia đình của Salim đã từ chối và không đồng ý Salim sang nước ngoài. Vì sao? Bởi vì Salim là chàng trai trưởng trong gia đình, và vì tình hình của bố Salim ốm, không thể làm được, nên Salim phải là người gọi là cung cấp và là lo cho gia đình tất cả mọi thứ liên quan đến chi phí, tức là phải làm việc, vừa học vừa làm việc và lo cho gia đình, nên Salim không thể sang nước ngoài được.
Thế nhưng sau một thời gian mà Salim đang học tại Palestine, Salim đã nhận một cái học bổng từ Học viện Cảnh sát mà lúc đó Salim đang học. Và họ bảo Salim sẽ gửi bạn sang Việt Nam để học. Thì lúc đó Salim cần phải có một cái cuộc điện để xin phép bố mẹ, trong khi Salim biết trước rồi, biết thừa rồi là họ sẽ không đồng ý. Thế nhưng khi mà Salim gọi điện, lúc đó bố Salim đang có mặt ở nhà bác, và nhà bác cũng chỉ có vài mét thôi. Thế là mẹ bảo là trong một chút mẹ sẽ đưa điện thoại cho bố. Thế lúc đó bố, người đầu tiên đã cầm điện thoại để nghe trả lời đó là bác, bảo là đưa điện thoại đây để xem bây giờ con của mình đang học hành như thế nào các thứ. Thế là cho bác khỏe không các thứ. Thế là bác cháu phải nói nhanh là bây giờ cháu có một cái học bổng sang Việt Nam. Việt Nam ở đâu thì chịu, nhưng mà đó là một nước gọi là Việt Nam. Thì bà cháu muốn xin phép bố là về việc đồng ý hay không. Thế bà xin phép bố cái gì? Việt Nam thì đi chứ. Ui dồi ôi, thế được Việt Nam thế mà không đi à? Thế bà nhưng mà phải nói với bố. Thế lúc đó là bác lại chửi. Bà là bác bảo ok thế mà phải bảo là phải hỏi ý kiến của bố. Thì bởi vì bác Salim cũng là một người gọi là trưởng làng, là người có một cái sự quyết định rất lớn, tức là người là một người đàn ông có một cái tiếng nói. Và lúc mà Salim nói, tức là lúc đó thì nhận lời của bác luôn ấy, khi mà nói là Việt Nam là một nước anh hùng, Việt Nam là một nước đã có những cái thành tựu thế này thì kia rồi, lại chúng tôi vô cùng tự hào để gửi một đứa con của gia đình để là học tập tại Việt Nam. Thực ra nói thật là lúc đó thì chưa cảm nhận vì sao lại Việt Nam, nhưng sau 10 năm sinh sống và làm việc học tập tại Việt Nam thì Salim cảm nhận lời của bác là vì sao. Và nơi mà Salim đặt chân đến đầu tiên ở Việt Nam là Hà Nội đúng không ạ? Vâng. Vậy thì ấn tượng của bạn về Hà Nội là gì? Đẹp, xanh, nhiều hồ nước. Salim đến từ từ câu Thăng Long, nắm sang Tây Hồ, từ Tây Hồ lại đi một cái đường gọi là Thánh Niên giữa hai hồ Trúc Bạc và Hồ Tây, và đi bên này thì lại thấy hồ, đi bên này thấy lại có hồ nước, xong lại cây cối xung quanh rồi hoa. Và có thể anh Lâm đoán được đó là mùa thu đẹp nhất của Hà Nội. Nên khi mà Salim mở cửa, Salim ngửi một cái mùi nó rất là đặc biệt, mùi nó rất thơm. Lúc đó Salim chưa biết nó là mùi gì, chỉ là biết nó là mùi một loại hoa. Và một thời gian sau khi mà sinh sống ở Việt Nam và nghe các bài hát mà về mùa thu Hà Nội thì Salim đã biết rằng đó là mùi hoa sữa. Nên Salim vô cùng ấn tượng với cái mùi đó từ đầu tiên khi mà mới sang Việt Nam. Còn về những ấn tượng của Salim về Việt Nam thì bạn có thể chia sẻ một chút không ạ? Về ấn tượng Việt Nam nói chung thì thực ra thì Salim có những cái ấn tượng nó tiêu cực và có những cái ấn tượng tiêu cực. Cũng nghe cả hai đúng không ạ? Vâng, thì về mặt ấn tượng tiêu cực đi, thì Salim đã sốc vì cái lượng xe máy ngoài đường. Muốn vượt qua đường từ vỉa hè này sang vỉa hè kia thì không dám. Cứ dặn, bởi vì ở Palestine khi mà muốn vượt qua đường, khi mà có một người muốn vượt qua thì xe từ khoảng 30 mét nhìn thấy được thì phải dừng lại, không được phép đi. Nhưng mà ở đây thì không dừng nên thật sự rất là sợ. Nhưng một thời gian sau khi Salim lái xe máy và tức là bắt đầu học lái xe và đi thì mình cũng đi rất thoải mái, không có sợ gì cả. Bên cạnh đó có những cái việc khi mà Salim hay đi cầu nguyện ở thanh đường Hồi giáo ở ngay Hàng Lược. Ngay bên cạnh Hàng Lược có một cái phố nhỏ gọi là phố Phùng Hưng. Phùng Hưng nhỏ, đấy. Và Phùng Hưng nhỏ, hồi đó Salim đi qua, Salim không thể mở mắt ra được vì quá sốc khi mà nhìn thấy rất nhiều hàng quán bán thịt chó. Nhưng cũng rất là may, năm 2019 Salim đã đọc báo là Việt Nam chuẩn bị ra một cái quyết định là cấm bán thịt chó. Và Salim cũng bây giờ đi qua cái đường đó không thấy bán thịt chó nên Salim cảm thấy rất là vui. Còn về mặt tiêu cực ấy nhá, là Salim đã cảm nhận một cái thứ mà cảm giác như là đang ở nhà. Ví dụ nhá, là văn hóa truyền thống của Việt Nam rất gần gũi với cái văn hóa đời sống của người Palestine. Cái tính cộng đồng của người Việt Nam rất cao, sự đoàn kết, sự thân thiện của người Việt Nam cũng y hết như người Palestine. Và một thứ mà có thể ở Việt Nam có thể tự hào nói là người Việt Nam rất hào phóng. Cảm giác
ở đây có một cái thứ mà không phải là xa lạ đấy. Và ở Việt Nam có câu rất hay là bán anh em xa, mua làng gì gần đấy. Cho nên ở đây Salim đã có những người anh gọi là anh kết nghĩa này, người chị này, người mẹ này, người bố này, vân 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 đấy. Và nói chung là tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Có một thời gian thì Salim đã quay trở về Palestine trong khoảng 9 tháng đúng không ạ? Vâng. Vậy thì cái lý do nào khiến bạn quyết định quay trở lại Việt Nam? 6 năm khi mà Salim sinh sống tại Việt Nam thì có thể nói cả tính cách, cả kiến thức, cả con người của Salim và tuổi thanh xuân của Salim đều hình thành tại Việt Nam. Bởi vì sang Việt Nam từ lúc 18 tuổi đến khi mà Salim 25 tuổi, 24 tuổi là khi mà học xong ấy, và sau đó là về nước. Thì lúc đó thì Salim về, cái giường mình ngủ ở là không còn, cái phòng ngủ của mình ấy nó không còn, nó là thành của người khác rồi. Đấy là của một người thành viên khác của trong gia đình này. Rồi lại khi mà mới về thì cảm giác như là một người khác vào nhà, không phải là như là một người thành viên, cảm giác đây là nhà của mình ấy. Tất nhiên là vẫn là nhà nhưng mà lại nó có một cái cảm giác nó xa lạ kiểu gì ấy. Và cần một thời gian để quen. Đúng, 9 tháng ở quê nhà. Thì Salim không có một ngày nào Salim không kiểu là mơ đến việc là quay trở lại Việt Nam. Và Salim đã nghĩ rất là kỹ trước khi mà có một cái hành động là bỏ một cái công việc mà đang mơ ước tại Palestine, mà rất nhiều chàng trai trẻ mong muốn được có khi mà Salim làm ở một cái nơi gọi là phòng hợp tác quốc tế tại Học viện Cảnh sát Nhân dân Palestine. Đó là một cái công việc thật sự rất là tốt, và bố Salim cả mẹ đều tự hào, ôi con mình đang làm việc trong nhà nước này thế này thế kia, và họ có thể khoe với họ hàng, cả hàng xóm. Nhưng Salim đã không thích công việc đó, và Salim rất là muốn quay lại Việt Nam, và Salim tin rằng là Việt Nam giấu cho Salim rất nhiều cơ hội to hơn, đẹp hơn, và việc phục vụ đất nước của mình và việc làm cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Palestine có khi sẽ mạnh hơn và sẽ lớn hơn khi mà Salim đang ở Việt Nam. Và khi đến với một đất nước hoàn toàn xa lạ mà như Salim chia sẻ ở đầu chương trình là trước đó thì bạn cũng chưa hề tìm hiểu về Việt Nam. Vậy thì khi cái khoảng thời gian đến với đất nước Việt Nam thì bạn có gặp phải nhiều khó khăn không? Thực ra để nói là không tìm hiểu nhiều về Việt Nam, Salim đã từng học một cái đoạn nhỏ trong cái giáo trình là lịch sử mà dạy tại Palestine ấy. Thì có một cái đoạn khi mà nhắc đến các phong trào dân tộc thế giới thì trong đó có Việt Nam, và đã nhắc đến một người vĩ đại gọi là Bác Hồ. Đấy, và bên cạnh đó thì Salim cũng đã đọc một cái quyển sách nhỏ mà do đại sứ nhà nước Palestine đã dịch sang tiếng Ả Rập về chiến tranh Điện Biên Phủ của Việt Nam, và một cái vị lãnh đạo gọi là đại tướng Bộ Nguyên Giáp. Nên Salim có thể nói là đã từng biết qua về Việt Nam khi mà biết hai vị lãnh đạo của Việt Nam này. Còn về khó khăn của Salim khi mà mới sang Việt Nam thì thật sự là với tư cách là một người theo đạo Hồi thì cái vấn đề ăn uống là một cái vấn đề rất lớn khi mà Salim không ăn được thịt lợn. Đấy. Và đa số đồ ăn Việt Nam đều có thịt lợn. Mà có thể nói là hầu như món nào đều có, nếu không phải là thịt thì phải có mỡ, không phải là mỡ thì đều có rau, hoặc là có cái nói chung là thành phần của thịt lợn. Nên Salim gặp khó khăn lớn, nhưng người ta bảo là trăm rủi của cái may. Salim là một người đầu bếp giỏi, và Salim đã từng làm ở nhà hàng, nên Salim có thể chế biến lại những cái món ăn của Việt Nam mà Salim tò mò muốn thử nhưng mà lại có thịt lợn bằng những cái món ăn có nguyên liệu khác, là thịt bò hay là thịt cừu ấy. Và Salim đã từng làm thịt gọi là bánh chưng của Việt Nam bằng thịt cừu ấy, và nhất định đến giờ này Salim vẫn muốn làm bánh chưng bằng thịt lạc đà. Thì tất nhiên không biết là ngon hay không, nhưng mà nó là một cái sự kết hợp, sự giao lưu văn hóa ẩm thực giữa gọi là lạc đà sa mạc của thế giới Ả Rập và bánh chưng của Việt Nam. Đấy. Có thể nói là tình yêu của Salim dành cho Hà Nội là rất lớn đúng không ạ? Và bạn thì đã vượt qua rất nhiều thí sinh để giành giải nhất trong cuộc thi Hà Nội Trong Tôi. Vậy thì hành trình này của bạn như thế nào? Hồi đó thì dịch Covid-19 cũng đang rất căng thẳng, nên ban tổ chức đã tổ chức chương trình đó trên mạng ấy, tức là phải gửi cái email với cái bài viết của mình cho ban tổ chức, và đã có rất nhiều thí sinh, hình như là 1.200 thí sinh trong nước và ở ngoài nước. Có cả người nước ngoài, có người Việt kiều ấy. Thì lúc đó thì Salim
đang viết một cái bài về sự khác biệt, không phải là sự khác biệt mà gọi là lý do tại sao Salim chọn sống ở Hà Nội, không phải tại một thành phố khác ở Việt Nam như là thành phố Hồ Chí Minh, trong khi khả năng để phát triển về mặt kinh tế hay là về lĩnh vực showbiz nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh lại cao hơn và lại tiềm năng hơn rất nhiều. Thì lúc đó thì Salim đang chuẩn bị viết và quay video trên kênh YouTube của Salim. Thì và khi mà Salim viết ra, tức là tại sao mình chọn Hà Nội, thì lúc đó Salim đã tìm ra rất nhiều lý do vì sao tôi yêu Hà Nội, vì sao tôi có tình cảm lớn với Hà Nội. Và qua cái bài viết đó thì Salim đã chỉnh lại cho nó bởi vì Salim nói trên YouTube gọi là văn nói, nên Salim phải chỉnh lại cho nó thành một cái văn viết ấy. Đấy, và Salim viết một cách cụ thể, cách chi tiết hơn. Và Salim vẫn quay, chứ không phải là chỉ nói bài viết, phải Salim vẫn quay. Và khi Salim nói với ban tổ chức là Salim sẽ gửi kèm là cả một cái bài video, thì họ cảm thấy tuyệt vời quá, thì là có cả video nữa. Và vâng, tôi đã thu âm cái bài viết đó và tôi đã quay rất nhiều cái cảnh khi mà tôi sống ở Hà Nội. Đấy, và ghép với nhau thành một cái bài video rất là ấn tượng, rất là hay. Và lý do tại sao họ chọn thì chắc chắn họ đã cảm nhận được cái tình cảm chân thành của Salim trong từng chữ một. Bởi vì Salim tham gia không có mục đích gì là Salim được có tiền hay là được có tiếng hay cái gì. Bởi vì Salim chỉ nghĩ nó là một cái bài online, cái gì đó, được thì được, không được thì không sao. Miễn sao mình thể hiện cái tình yêu của mình về Hà Nội. Bởi vì kiểu gì mình Salim vẫn làm cái video đó trên kênh YouTube. Nhưng lại rất may là Salim lại được giải nhất và được phó Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trao tặng, gọi là dành cái giải nhất cho Salim. Có nhiều người nước ngoài thì đánh giá là ngôn ngữ Việt Nam là một trong những ngôn ngữ khá là khó học. Vậy thì tại sao Salim có thể là vừa giao tiếp bằng tiếng Việt một cách rất là thành thạo mà lại còn có thể viết và hành văn tốt như vậy? Và trong đó cũng có Salim cũng đánh giá tiếng Việt là nó khó. Nếu như mà Salim đánh giá tiếng Việt dễ thì không đúng. Salim phải đánh giá tiếng Việt khó thì Salim mới có thể nhận lại một câu khen tại sao trong khi nó khó mà bạn vẫn có thể học được. Thì đúng là phong ba bảo tháp không bằng ngữ pháp Việt Nam, rất phức tạp. Tại sao Salim nói được? Không chỉ nói mà còn viết hành văn nữa đúng không ạ? Vâng. Nhiều người cũng bảo Salim thì Salim học 5 năm tại trường Đại học Hà Nội cũng là khoa Việt Nam học thì kiểu gì cũng sẽ nói được. Không, thì bạn bè Salim học ở đây cũng nhiều, đâu có nói. Salim quen rất nhiều bạn nước ngoài cũng học cùng lớp, không có ai nói được. Có thể nói cơ bản, giao tiếp và nói chuyện với họ một chút gọi là chém gió, họ chịu, không biết mình nói gì. Lý do tại sao nói? Bởi vì Salim đã tìm được lý do, tìm được bí quyết. Salim đã hiểu và cảm nhận được người Việt Nam. Salim biết tiếng Việt nó gắn liền với cái văn hóa, đời sống và con người của người Việt, của con người Việt Nam. Cho nên nếu như mà mình hiểu được con người Việt Nam, hiểu được văn hóa Việt Nam thì rất dễ để nói được tiếng Việt. Và nếu như mà mình biết tiếng Việt thì rất dễ để tìm hiểu về văn hóa con người Việt Nam. Cho nên hai việc này Salim tập trung một cách rất mạnh và đi song song với nhau. Đấy. Và Salim đã cảm nhận được một điều rất hay, đó là văn hóa Việt Nam đa dạng, phong phú theo vùng miền, có Bắc, Trung, Nam, đồ ăn, ẩm thực, trang phục, các đi lại hay là tổ chức các lễ đều có thể có sự khác biệt theo vùng miền, thậm chí cả là phát âm của những người nói ba vùng miền đều khác nhau. Và đó là một cái thứ rất hay trong cái hành trình học tiếng Việt của Salim. Salim được cái là cũng khá là may mắn ở chỗ nào. Là may mắn ở chỗ là khi mà Salim mới học những cái chữ tiếng Việt đầu tiên, được Đài truyền hình Việt Nam mời đến một chương trình gọi là Cà phê sáng để nói về cảm nhận của Salim khi mà học tiếng Việt, về sự khác biệt văn hóa thế này thế kia. Và từ chương trình đó lại có những cái chương trình khác cũng mời Salim để tham gia những cái chương trình trải nghiệm thực tế. Và từ đó Salim đã bắt đầu khám phá các vùng miền Bắc, Trung, Nam. Và người Việt Nam có câu: đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Đấy, thì càng đi nhiều lại càng tích lũy và học hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Và người Việt Nam có câu là cái gì nhỉ? Biết nhiều là cái gì? Đi nhiều thì biết nhiều, đi ít thì biết ít, không đi lại không khác gì ếch ngồi đáy giếng.
Đấy, cho nên những cái điều đó Salim cũng học qua việc Salim khi mà đi khám phá đất nước Việt Nam thì nó bổ sung cho kiến thức của Salim, bổ sung cho việc cái phát âm của Salim. Thì vì Salim không phải là học qua một người thôi, mà Salim học qua tất cả mọi người. Mỗi một người Việt Nam đều là một người thầy, đều là một người cô của Salim. Đấy, tức là cô giáo. Và có thể nói đây là một trong những cái bí quyết tại sao Salim đã học được tiếng Việt mà có thể nói một cách thành thạo, và có thể không chỉ nói mà có thể cảm nhận. Thì Nguyên Lâm thấy là Salim có dùng một số những cái câu ca dao tục ngữ của Việt Nam. Vậy thì bạn có phải là một người yêu thơ ca, yêu những cái câu ca dao tục ngữ đó của Việt Nam không? Vâng, Salim nói chung là nó nghiện cầu thơ, cầu ca dao, để tục ngữ thành ngữ rồi. Nên bởi vì nó rất là ngắn gọn, xúc tích, nó có thể tổng tất cả một câu chuyện. Đúng là Salim là một người nói nhiều, nhưng Salim thích khi mà nói câu chuyện của bản thân mình ấy, nó phải giàu có, nó phải đủ thuyết phục, nó phải logic và nó phải thực tế và khách quan. Khi mà mình nói một câu gì đó thì mình phải hỗ trợ câu đó bằng một cái ví dụ thực tế, bằng một cái số liệu thực tế, bằng một cái gọi là nghiên cứu nào đó. Cho nên khi mà mình đang chia sẻ về văn hóa, chia sẻ về đời sống bình thường thì không có gì nó có thể hỗ trợ câu chuyện của mình bằng một câu cả dao hay là bằng một câu tục ngữ hay là thành ngữ. Nên Salim nghĩ là đó là một cái điểm mạnh mà có thể nói là một cái sở trường tiếng Việt của Salim. Chúng ta sẽ đến với một điều mà Nguyễn Lâm nghĩ rằng cũng rất đặc biệt khi nhắc đến Việt Nam, mà từ đầu chương trình tới giờ chúng ta chưa nhắc đến, đó là phụ nữ Việt Nam. Salim có ấn tượng thế nào về phụ nữ Việt Nam? Chủ đề này Salim rất thích, thích lắm. Đa số giáo viên của Salim đều là phụ nữ, cô giáo. Bạn bè của Salim phụ nữ nhiều. Salim hoạt động trong lĩnh vực showbiz nhiều. Có một cái thứ mà Salim rất ấn tượng về phụ nữ Việt Nam, đó là rất giỏi. Giỏi như nào mới là vấn đề. Salim đã từng chứng kiến những cái hình ảnh rất là khó tả khi mà có một phụ nữ mang bầu to đi trên xe máy, trời mưa, trời nắng, người ta vẫn đi. Đến tháng 9 người ta vẫn đi làm. Những cái hình ảnh của những hình ảnh mà của một người phụ nữ như vậy, thật sự ở nước của tôi không có, nước Palestine không có, ở bên nước ngoài Salim cũng không chứng kiến. Vì vậy khi mà Salim chứng kiến những cái hình ảnh của một người phụ nữ như vậy, Salim đã từng chứng kiến cái phụ nữ mà làm trát, làm sơn, làm thợ xây dựng, làm thợ xây dựng với cả mang cái đồ trên đầu rồi trên lưng rồi trên dân tộc thế này thế kia vùng sâu vùng xa. Ôi, mà không chỉ thế thôi, mà còn lại hoạt động trong tất cả các lĩnh vực của xã hội, góp phần tích cực rất lớn trong việc xây dựng một cái xã hội như là xã hội Việt Nam. Từ showbiz thì có hoạt động, từ trong lĩnh vực y tế, từ trong lĩnh vực chính trị. Thật sự thì Salim rất ấn tượng. Họ chịu khó, họ giỏi, họ còn đảm việc nước, là đảm việc nước giỏi việc nhà. Đấy, xong lại có nhiều thời gian để còn đi làm đẹp, rồi lại có nhiều thời gian để đi cà phê, cà pháo, rồi lại nói chung là nói giỏi thì cũng không đủ thật sự ấy. Đấy, nên Salim cũng đã làm cũng khá là nhiều video, khá là nhiều bài viết về phụ nữ Việt Nam, về ngày 8 tháng 3 hay là về ngày 20 tháng 10. Đấy, và có một cái điểm rất là lớn mà có thể nói là điểm chung với phụ nữ Palestine, đó là phụ nữ anh hùng. Không biết dùng từ anh đấy, anh hùng ấy, có đúng không? Đấy, gọi là phụ nữ hero, anh hùng ấy, dịch là anh hùng. Nên khi mà Salim xem phụ nữ Palestine trong khi mà tham gia cách mạng, Salim đọc về lịch sử, tìm hiểu kỹ, Salim thấy wow, phụ nữ Việt Nam cũng, cái là cái lịch sử của Việt Nam, cái sự gọi là gọi là cái lịch sử của Việt Nam đã có cái thành tựu rất lớn đúng không? Nhưng cái góp phần của phụ nữ trong lịch sử cũng không thể thiếu được. Nên Salim rất là ấn tượng về phụ nữ từ lịch sử xa xưa đến hiện tại, hiểu vẫn tiếp tục gọi là góp phần tích cực cho việc xây dựng xã hội Việt Nam. Và chúng ta sẽ nói đến một điều mà Salim muốn làm nhất khi mà đến với Việt Nam. Salim phát hiện ra là khi mà sống ở Việt Nam sau 10 năm, là sự hiểu biết của người Việt Nam về thế giới Ả Rập nói chung hay là Việt nước của Salim Palestine nói riêng cũng rất là khiêm tốn.
nên Salim đã học tiếng Việt và đã tìm hiểu sâu về tiếng Việt. Salim sẽ cố gắng tìm hiểu thêm. Và Salim mong muốn, không phải là sau này, hiện tại Salim vẫn đang làm, đó là làm thế nào để giới thiệu về thế giới Ả Rập, để giới thiệu về văn hóa, con người, về những cái điểm mạnh hay là tiềm năng của thế giới Ả Rập để người Việt Nam biết đến. Vì sao? Bởi vì nếu như mà so sánh một mặt tất cả mỗi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta, cuối cùng thì chúng ta cần phải có một thứ rất quan trọng, đó là điều kiện, có thể gọi là tiền ấy. Đấy, thì ai cũng trong chúng ta cũng cần điều kiện để còn sống, để còn phát triển. Cho nên cái việc này để giúp đất nước Việt Nam, giúp con người Việt Nam để tìm những cái cơ hội lớn tại thế giới Ả Rập bằng việc khi mà họ hiểu về văn hóa, con người của Ả Rập. Bởi vì khi mà nhìn vào đất nước Việt Nam là một đất nước nông nghiệp rất phát triển, tức là nông nghiệp của Việt Nam rất phát triển và rất là tốt và rất là phong phú, nhìn vào thế giới Ả Rập nói chung, sa mạc, thì ở đây sa mạc, ở đây nông nghiệp, thì tại sao không bổ sung cho phần thiếu, đúng không? Cho nên việc xuất khẩu nông nghiệp của Việt Nam sang thế giới Ả Rập nó là một điều rất cần thiết. Việc xuất khẩu những cái mặt hàng của Việt Nam sang thế giới Ả Rập cũng rất cần thiết. Việc nhập hàng hay là việc giao lưu thương mại nói chung giữa hai thế giới này rất cần thiết. Nhưng chúng ta khi mà muốn tìm hiểu đến cái con người đó thì phải tìm hiểu đến văn hóa của mỗi từng vùng miền. Chúng ta phải tìm hiểu đến tiềm năng của nước này, tiềm năng của nước đó. Cho nên cái nhiệm vụ của Salim hiện tại khi mà đang làm câu nối văn hóa thì Salim đang giới thiệu về văn hóa của thế giới Ả Rập về Việt Nam. Và Salim rất rất muốn sau này có quay của kênh YouTube. Thực ra không phải là rất muốn, mà Salim hiện tại đang hỗ trợ một em sinh viên Palestine làm một kênh YouTube giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Ả Rập cho người Ả Rập biết về Việt Nam, về văn hóa của người Việt Nam. Tiếp tục, Salim cũng rất là muốn dịch sách, dịch phim bằng tiếng Việt sang tiếng Ả Rập và ngược lại. Salim cũng rất là muốn tiếp tục góp phần thêm về sự giao lưu văn hóa và con người giữa Việt Nam và thế giới Ả Rập. Và chắc chắn Salim sẽ làm nếu như mà Salim vẫn còn sống. Như vậy là chúng ta đã kết thúc từ khóa đầu tiên. Vâng. Và bạn cảm thấy thế nào? Bạn hỏi một cách rất là lạnh lùng ấy. Đúng là có một cái nụ cười duyên nhưng mà lại những cái câu hỏi kiểu làm cho mình phải rất cẩn thận. Nhưng mà dù sao tôi kệ bạn đấy. Tôi phải nói một cách tự nhiên nhất mà tôi phải là chính mình đấy. Tại vì là chúng ta đang ở trong căn phòng bí mật mà. Vâng, đấy là lý do tại sao căng thẳng từ đầu đến giờ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thay đổi không khí của chương trình một chút nhé. Vâng, nhất trí. Chúng ta sẽ cùng đến với một mini game. Và mini game này dành riêng cho Salim. Ok. Chúng ta sẽ có hai từ sẽ được hiển thị trên màn hình. Vâng. Trong đó có một từ sai ngữ pháp tiếng Việt. Này. Ok. Nhiệm vụ của Salim sẽ là chọn ra những từ đang được viết đúng ngữ pháp. Ok. Bạn đã sẵn sàng chưa? Sẽ cố gắng. Chúng ta sẽ cùng đến với những từ đầu tiên. Vâng. Số 1 là sáng lạ và số 2 là sán lạn. Đâu là từ đúng? Lạn, sán lạn. Số 1 hay số 2? Sáng lạn và sán lạn. Thực ra thì 5 4 theo tai của Salim thôi, Salim không biết. Nhưng mà có vẻ sáng lạn. 1 là đúng. Còn là kia đúng. Là sai. Và câu trả lời là đáp án số 2 mới là đáp án chính xác. Sán lạn. Ok. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 2 nhé. Rè sẻ hay rè sẻ? S gì hay X gì? Rè sẻ, rè sẻ. Bạn đọc cả hai từ này X gì và X gì giống nhau nên không thể đoán được. Đúng là hai từ này Salim cũng không biết. Nhưng mà Salim đoán là X là sai còn S là đúng. Có nghĩa là đáp án là S gì đúng không ạ? Vâng. Thì sao? Như vậy là chúng ta có... Ui, mày qua được một cái rồi. Một câu tiếp theo này. Bêu rếu hay bêu riếu? Ai là người chọn những cái câu, những cái từ này? Khó thế. Của chương trình. Bêu rếu, bêu riếu. Bêu rếu và bêu riếu. Bêu riếu là đúng. Và đáp án của chương trình là bêu riếu, chính xác. Ok. Xoay sở hay xoay sở?
tiếp tục là S gì và X gì? Xoay sở hay là xoay sở? Không biết là có những từ như thế nhỉ? Sẽ nghĩ là số 1 là đúng. Số 1 là đúng đúng không ạ? Vâng ạ. Chắc chắn. Chắc chắn. Số nói tiệu tinh thế. Toàn chương trình là xoay sở X gì? Vâng ạ. Câu tiếp theo. Thua rồi. Chín chắn hay chính chắn? Salim biết từ này, số 1 là đúng. Chính xác. Đấy, ok, mày quá. Từ này thì quen thuộc đúng không ạ? Vâng. Vô hình chung hay vô hình chung? Vô hình chung là gì ạ? Vô hình... Ta có sự khác nhau giữa CH và TR. Vô hình chung. Và vô hình chung. Vô hình chung. Nếu là vô hình chung nó sẽ là hai từ. Còn Salim đoán đây là một từ, tức là vô hình chung. Tức là cả từ này, đây là cả một từ có ba chữ là vô hình chung. Chứ không phải là một từ ghép giữa hai, tức là không phải là một câu. Còn nên nếu như mà là vô hình chung, tức là nói chung, thì là phải là CH và như vậy là sai. Còn Salim đoán đây là vô hình chung TR, như vậy là mới là một cái thành phần trong cái từ đó. Salim đoán thế. Chính xác ạ. Ok, cảm ơn. Mình rất là chính xác. Ôi, vô hình chung. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Nhậm chức hay nhận chức? Nhậm chức hay là nhận chức? Nhậm chức và nhận chức. Nhận cũng là một động từ. Nhận chức thì là được nhận chức, thì là lên một cái level mới. Thì có nghĩa là nhận chức ở đây là cũng là từ, là một câu chứ không phải là một từ. Còn nên nhậm chức thì có lẽ phải mới là đúng. Nếu như mà đây là cái đại. Ok, mày quá. Phải dành một cái lời cảm ơn chân thành cho chương trình vì sẽ học quá nhiều từ mới. Thank you.